Cháu chết đói mất. Chúng ta đã dừng lại ăn 20 phút trước. Ông gọi đó là đồ ăn đi. Thế nào, Ben, em không thể cố gắng đánh giá cao văn hóa mới lạ xung quanh mình ư? Chị của cháu nói đúng, Ben. Ai biết được khi nào chúng ta sẽ lại có món rượu ngon lành đó. Có lẽ một cái bánh mì kẹp phô mai nghe cũng không tệ lắm. À, ông nội, ông lại quên lái xe theo một bên đường nữa thì phải. À, đúng rồi. Cảm ơn cháu, Gwen. Ông sẽ cố gắng lưu ý vấn đề này vào cuối cuộc phiêu lưu châu Âu của chúng ta. Anh xem đó là gì vậy? Có lẽ chỉ là tia chớp, không có một đám mây nào trên bầu trời. Chúng ta cùng đi xem thử nhé. Vâng, tốt hơn hết đây không phải là một mốc lịch sử đáng kinh ngạc khác. Nó đến từ đằng kia. Đó là Hết. Ben Pennington, cậu ở đây để phá vỡ kế hoạch tuyệt vời của ta. Hãy xem cậu làm như thế nào nếu không có sự giúp đỡ của những người ngoài hành tinh của cậu. Lão đang làm gì? Có cảm giác gì kỳ lạ không? Hãy tưởng tượng cậu sẽ cảm thấy thế nào khi ta tìm thấy 3 viên panel sức mạnh khác. Với năng lượng kết hợp của chúng, ta sẽ không thể nào bị ngăn cản. Lão sẽ không thoát khỏi điều này. Hết nên, em có sao không? Em ổn. Nhưng những người ngoài hành tinh của em, viên pha lê đó không phải là trò đùa, vì lão ta có thể làm hỏng máy ốm đi chứ. Lão hết sức đã bỏ cái này. Cháu đã từng thấy những dòng chữ như thế này trước đây. Có lẽ nó có một số manh mối về những tinh thể mà lão ta đã đề cập. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một cái cây ngã ư? Tôi có nên lấy bộ sơ cứu của mình không? Khu vực này đang hoảng loạn. Chúng cháu vừa có một cuộc gọi khá gần, nhưng mọi người đều ổn. Tốt. Tôi là Ryan, kiểm lâm viên của rừng Vasuzo. Mọi người có sẵn sàng nói lại về sự cố này không? Chắc chắn rồi, Gwen. Có lẽ chị nên kiểm tra lại chiếc máy tính bảng đó tại Rust Bucket trong khi em nói chuyện với ông Ryan. Kế hoạch tốt, rất tốt. Gặp lại ông tại nhà của mình khi cháu sẵn sàng. Xin chào, Ben. Ông đã sẵn sàng lắng nghe sự cố của cháu bây giờ. Như cháu thấy đấy, có một sự hoảng loạn giữa các sinh vật trong rừng. Radar sinh vật của ông gọi nói là radar đã báo hiệu những con vật chạy trốn khỏi công viên. Có lẽ cháu có thể giúp chúng bình tĩnh lại. Tốt lắm, cháu có thể mang cuộn băng cassette này đến tháp radio không? Những âm thanh nhẹ nhàng của nhạc sa mượt mà sẽ làm được điều đó. Vâng, ok. Mà cháu hỏi một điều nữa thôi. Băng cassette là gì? Tình nguyện viên khác của chúng ta sẽ nói cho cháu. Kevin, đến gặp bên nào? Kevin. À, hai người biết nhau ư? Chúng cháu biết nhau ạ. Nghe này, Ben, tôi biết chúng ta không phải lúc nào cũng là người giỏi nhất khi làm việc cùng nhau, nhưng hết và viên pha lê của lão ấy có thể mạnh hơn một chút so với khả năng của cậu. Làm sao cậu biết? Bất cứ khi nào cậu làm mọi thứ rối tung lên và cần sự giúp đỡ của tôi sẽ có mặt để giúp cậu một tay hoặc một cái vuốt. Đó là vấn đề cho sau này. Đầu tiên, mình phải đến tháp radio. Một cánh cổng không gian. Này Gwen, có biết em đang nhìn thấy cái gì ở đây không? Theo các bài đọc về năng lượng của chị nghĩ thứ đó gọi là cổng không gian dạng nước. Những chiếc cổng thần kỳ này dường như đang xuất hiện trên khắp chú đèn đất. Nó phải liên quan đến hết.
chiếc cổng thần kỳ. Đây có thể sẽ giúp mình tìm ra cách tìm lại những người ngoài hành tinh. Tiến vào thôi. Đây là Heat Black. Ở đây có nóng không? Hay là chỉ mình tôi nóng? I've got a fireball with your name on it. Coming in hot. I'm good for the flame. Wants a BBQ monster for dinner. Công việc xuất sắc, Ben. Điều đó sẽ làm vụ phụ hoàng lại trong công viên. Tất cả đều suôn sẻ, ngoại trừ cái cây đổ sau lưng cháu. Điều đó xảy ra khắp công viên. Cháu có thể giúp. Ok, tốt. Có một cái cơ trong nhà họ ở đằng sau. À, cháu sẽ không cần nó. Cháu có thứ mạnh mẽ hơn. Coming.
ô. Rất vui gặp lại cháu, Ben. Ông đã rất lo lắng và rất đến tìm cháu. Đừng lo lắng, cháu đã giải quyết đến gốc rễ mọi chuyện. Xuất sắc. Chúng ta hãy vào trong nhà và... Ôi, chìa khóa của tôi. Cầu chim được làm ở gần đây hàng năm và nó sẽ lấy trộm bất cứ thứ gì sáng bóng cho vào tổ của nó. Vâng, cháu sẽ có chìa khóa của ông ngay lập tức. Cháu đã làm được, Ben. Ông không nên nghi ngờ về cháu. Có lẽ cháu có thể nhìn thấy cuộc gọi mà ông vừa nhận được. Có một số động vật hoang dã kỳ lạ đang quấy rối những người tham quan công viên trong khu vực dã ngoại. Để đó cho cháu. Những sinh vật phá đám đó sẽ không thể phá hoại ở khu dã ngoại nữa. Cảm ơn trời đất, em đã làm cho chúng sợ hãi bỏ đi. Bất kể chúng là thứ gì, bây giờ giá như có ai đó ngừng bật lên thứ âm nhạc kia, chúng ta có thể quay trở lại kỳ nghỉ của mình. Em có vẻ khá giỏi trong việc giải quyết vấn đề. Có lẽ em có thể yêu cầu họ tắt nó và em sẽ là một anh hùng. Mọi người đang quên rằng mình vừa đánh bại một đám quái vật hung ác nhỉ. Một cánh cửa bí ẩn dẫn đến một buổi hòa nhạc bí mật. Ben Kennison, ở đây để xem buổi biểu diễn của DJ duy nhất của âm thanh hủy diệt. Chúa tể Decibel, ta đã dành cho cậu một ghế hàng đầu, nhưng cậu sẽ phải trả phí. $1,000,000, euro nghe như thế nào? Ta sẽ không chi một xu tiền trợ cấp nào cho âm nhạc của lão. Lão đã vô hiệu hóa Omnitrix của ta. Bằng cách nào? Thông qua thao tác âm thanh đơn giản. Một DJ đẳng cấp thế giới như ta là một bậc thầy về âm thanh của tất cả mọi thứ. Bẻ cong tất cả các nốt nhạc của lão, ta vẫn có thể ngăn cản lão. Đây là chuyến lưu diễn kết thúc vòng quanh thế giới của ta.
ta sẽ hạ bệ toàn bộ ngôi nhà trên Sudanbeck và tính phí hàng đầu. Bất cứ ai không trả tiền sẽ được giảm âm trầm rất đặc biệt. Chuẩn bị bị hủy buổi nhạc này đi, Decibel. Cậu có thể đã giết chết tâm trạng ở địa điểm này, nhưng đây chỉ là màn mở đầu. Tốt hơn là mình nên chú ý tới các buổi hòa nhạc của chúa tể Decibel. Lão ấy sẽ không gây nhiễu một khi mình xuất hiện. Đầu tiên, mình cần tìm kiểm lâm viên Rian và nói cho ông ấy biết về những thứ mình mới tìm thấy. Ben, ông đã tìm kiếm cháu khắp mọi nơi. Ông có một vài vấn đề khá quan trọng. Vâng, ông có thể nói đi ạ. Khu dã ngoại đã bị lây nhiễm bởi những con quái vật thực sự. Ông nghĩ Sudanbeck sẽ là một nơi thư giãn và yên bình để trở thành một kiểm lâm viên. Xin chào, ông là Stefan. Rất vui được gặp cháu Ben. Kiểm lâm Rian đã nói với ông rằng cháu đã chứng minh là cháu đã giúp ích ở đây trong công viên này. Ông đã nghe báo cáo về hoạt động kỳ lạ ở một vài khu vực. Tại sao cháu không mở bản đồ của mình và xem thử? Một trong những địa điểm là làng Vasugo, nơi ông là thị trưởng, và ông thực sự hy vọng cháu có thể giúp đỡ những người xung quanh thị trấn. Cháu cần phải đi điều tra một trong ba địa điểm và ông sẽ kiểm soát công viên. Cảm ơn, ông Rian. Cháu sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu đến cùng vấn đề này. Check out my cool scooter tricks. Này, Gwen, có thể tìm thấy bất cứ điều gì trên máy tính bảng đó, phải không? Chị mới bắt đầu giải mã các chỗ khác, nhưng chị nghĩ nó chắc chắn đề cập đến các tinh thể pha lê. Mặc dù đó không phải là lý do chị gọi em, nhưng ông nội nói rằng ông ấy có thể cần sự giúp đỡ của em tại Hush Bucket. Em sẽ tới ngay. Hey, Ben, có vẻ như các bắt kích đang bị kẹt giữa một tảng đá. Trong khi ông đưa nó ra khỏi rắc rối này, ông có thể nhờ sự giúp đỡ của cháu để bắt đầu nhóm lửa và chúng ta có thể nướng một ít thịt. Không sao, ông nội, ông đã nhìn thấy một ít củi xung quanh công viên. Look what I found. All right. Hãy nhìn ngọn lửa đó. Vậy chúng ta sẽ làm món gì?
quên xúc xích hay bánh mì kẹp thịt. Cả hai chúng ta cũng sẽ dành lại một phần cho cháu. Nên bây giờ các bắt kiếp đã hoạt động trở lại. Ông có thể giúp cháu để cháu có thể cứu thế giới nhanh hơn nữa. Và ông sẽ giữ mọi thứ mà cháu tìm thấy xung quanh. Chú Đen Bếp, có vẻ như mình có một cuộc phiêu lưu lớn ở phía trước. Bây giờ mình nên đi đâu trước nhỉ?